Chào các bạn, mình là Hùng đến từ Anabim. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn mô hình các đối tượng kết cấu như là sàn, cột vào trong dự án của chúng ta. Đây là file hôm trước chúng ta đã tạo ra. Trong bài học hôm nay, để tạo sàn và kết cấu, các bạn sẽ vào layer. Các bạn có thể bỏ tích visible tường nội thất để ẩn các đối tượng tường đi. Sau đấy các bạn kích chọn tạo một layer mới đặt tên là kết cấu cột sàn. Ok, các bạn kích vào nó để bắt đầu vẽ. Các bạn có thể vào camera standard view top và kích hoạt chế độ parallel projection. Sau đấy các bạn sẽ sử dụng lệnh line để vẽ các đường bao sàn của chúng ta. Thao tác này nó sẽ hơi mất thời gian một tí và các bạn phải chịu khó vẽ cho chính xác cái đối tượng sàn của chúng ta. Các bạn có thể kích vào cái layer của két này để cho nó sáng lên. Ở đây các bạn vẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn cũng có thể chuẩn bị trước một bản vẽ CAD sẵn cái đường bao của tường để giúp các bạn vẽ nhanh hơn. Đã xong, chúng ta đã tạo tường của sàn của chúng ta. Bạn kích và đúp vào nó. Make group. Ở đây các bạn put nó xuống 100. Enter. Như vậy chúng ta đã tạo xong cái sàn kết cấu của chúng ta ở tầng 1. Tiếp theo, các bạn sẽ vẽ các hệ thống cột cho nó. Các bạn cũng về mặt bằng và sử dụng công cụ vẽ đường tròn cycle, vẽ một đường tròn cột ở đây. Sau đây các bạn kích đúp vào nó, make component đặt tên là cột kết cấu. Enter. Sau đây các bạn sẽ put nó lên ở vị trí 3535. Enter. Bạn sẽ kích chọn nó và copy nó ra dựa theo các đường grid để copy nó ra cho chính xác. Ở vài vị trí các bạn có thể array nó. Sau đấy quét chọn các đối tượng này và copy nó ra vị trí này. Các bạn thao tác tương tự với các đối tượng khác. Lưu ý phải chọn điểm mốc copy cho chính xác
thì các đối tượng của chúng ta không bị lệch ra. Như vậy là đã xong, chúng ta sẽ về 3D để kiểm tra. Các bạn đã tạo ra được một hệ thống các đối tượng sàn và cột kết cấu cho tầng 1 của chúng ta. Ở một vị trí và vị trí khác như ở vị trí này, nó nằm ở mái hiên, chúng ta sẽ mô hình khi chúng ta mô hình các đối tượng mái hiên sau. Đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.